gì để nói thêm chi. Giọt nước trên mi giờ đã tràn ly, người đã nơi đây và đứng bên ai. Và chiếc hôn kia chẳng lẽ là sai, và cô ấy là ai, người anh yêu là ai. Em đâu biết điều gì, sao anh không nói gì. Và giờ anh đừng nghĩ rằng ta không biết ly. Chẳng còn gì để em hối tiếc. Anh chỉ là kẻ nói dối khoác lên lớp áo tội, đừng khiến em tin rằng anh không có lỗi. Anh chỉ là kẻ nói dối khi em tin anh thay đổi, đừng khiến con tim này thêm bao nhức nhối. Lời hứa trên môi giờ đã phai phôi, ngày tháng chia đôi giờ đây là giây phút cuối. Anh chỉ là kẻ nói dối khoác lên lớp áo bất tội, đừng khiến em đau. Dàn theo ngày tháng trôi nhanh, và chính em đây người đã tin anh. Dù đã bao nhiêu lầm lỗi trôi qua, lòng vẫn xót xa và vẫn thứ tha. Và cô ấy là ai, người anh yêu là ai. Em đâu biết điều gì, sao anh không nói gì. Và giờ anh đừng nghĩ rằng ta không biết ly. Chẳng còn gì để em hối tiếc. Anh chỉ là kẻ nói dối khoác lên lớp áo của tôi, đừng khiến em tin rằng anh không có lỗi. Anh chỉ là kẻ nói dối khi em tin anh thay đổi, đừng khiến con tim này thêm bao nhức nhối. Lời hứa trên môi giờ đã phai phôi, ngày tháng chia đôi giờ đây là giây phút cuối. Anh chỉ là kẻ nói dối khoác lên lớp áo của tôi, đừng khiến em đau. Trong Sài Gòn kêu tôi khác mà, đâu có phải là Mỹ Tâm gì đâu. Khải Doanh mà đúng không? Khải Doanh hay là Mỹ Tâm à? À, Mỹ Tâm không có trên đời này nữa hả? Khải Doanh hát có không hay như Mỹ Tâm đâu. Ok, bây giờ sẽ là một ca khúc để chứng minh rằng là Mỹ Tâm hát hay hơn Khải Doanh. Ok, ca khúc này là Mưa Làm Gió. Các bạn hiểu là mưa làm gió là gì không? Là khi mà cái khúc này phát lên một cái là trời nó mưa đó, chứ không phải là cái gì ghê gớm hết đó. Và ca khúc này đã sưởi ấm những trái tim mong manh dễ vỡ.
nhưng mà nó làm tan nát những trái tim mà khô héo bấy lâu nay. Đó là một ca khúc trong bộ phim Chị Trợ Lý Của Anh. Nhưng mà đương nhiên trong phim có rất 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 nhiều ca khúc khác. Các bạn đoán được ca khúc nào Tâm Sát bây giờ không? Bài gì ạ? Nơi Mình Dừng Chân. Bài gì ạ? Ủa giống nhau luôn hả? Rồi các bạn bên đây thì sao? À, Sài Gòn là hát bài khác nha. Nhưng mà đối với Hà Nội hôm nay thì Honda, hôm nay là mình phải hát một bài đặc biệt dành cho Honda tại Hà Nội. Đó là một ca khúc của nhạc sĩ Khắc Hưng trong bộ phim Chị Trợ Lý Của Anh OST Nơi Mình Dừng Chân. Xin cảm ơn rất nhiều. Sao anh lại lỡ yêu một người như em? Người làm anh khóc buồn phiền thâu đêm. Sao ta lại lỡ trao từng ngày bên nhau? Để giờ tan vỡ sự thật càng thêm đau. Từ sâu trong đôi mắt anh là nỗi đau vô bờ. Khi câu chuyện mình kết thúc quá bất ngờ, em không muốn dối lừa bản thân mình hơn nữa, nên em sẽ bước đi thật xa. Đừng níu kéo phút giây này. Không muốn dối lừa bản thân mình hơn nữa, nên em sẽ bước đi thật xa. Tình yêu kéo phút giây này, đừng tiếc nuối đến vậy. Niềm tin đã vỡ tan rồi, nên mình đành buông tay. Thà đau đớn gấp trăm lần, còn hơn làm anh khóc một lần. Lời sau cuối đến bất tận, nơi tình mình dừng chân. Thật lòng xin lỗi, thật lòng xin lỗi. Rất là cảm ơn các bạn đã ủng hộ cũng như là
quan tâm đến ca khúc Nơi Mình Dừng Chân của nhạc sĩ Khắc Hưng trong bộ phim Chị Trợ Lý của anh. Và thêm một ca khúc nữa sẽ là không thể thiếu một ca khúc quốc dân. Are you ready to dance? Loudly. Are you ready to dance? Singing Người Hạch Quan Em Đi. Ha. March it up. Hoàng Thông Dancers. Người yêu ơi, dù gì cũng xa nhau rồi. Ngày nào chiếc hôn bao đêm ra rơi, giờ đã hết rồi, chẳng còn hơi ấm trên đầu môi. Người yêu ơi, giờ đây tình yêu phai phôi, chỉ còn những đêm cô đơn rối bời, giọt nước mắt rơi. Lắng nghe dòng thời gian trôi, người hãy quên em đi. Chẳng hề nghi ngờ, chỉ cần hai chúng ta mà thôi.